Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của Truyền hình Nhân dân. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 1 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây. Biến khát vọng sông Lam thành kỳ tích sông Lam. Sạt lở núi, giao thông giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa tắc nghẽn. Chuyến bay trả phí cách ly trọn gói được triển khai. Trong phần tin thế giới, tư lệnh cấp cao Iran Muslim Saddam bị ám sát. Moderna xin cấp phép vaccine COVID-19 tại Mỹ và châu Âu. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 75 năm truyền thống ngành lâm nghiệp Việt Nam, mùng 1 tháng 12 năm 1945, mùng 1 tháng 12 năm 2020, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng, gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành qua các thời kỳ, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh. Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành lâm nghiệp cả nước luôn đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong học tập, lao động và sản xuất, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, không ngừng trưởng thành, lập được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, quản lý, bảo vệ phát triển, sử dụng rừng, bảo tồn hệ sinh thái rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước qua các giai đoạn lịch sử trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, nhiệm vụ của ngành rất nặng nề, nhưng cũng rất vinh quang. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong và tin tưởng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành lâm nghiệp Việt Nam tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ, trọng trách của mình, xây dựng ngành lâm nghiệp Việt Nam ngày càng phát triển, thấm nhuần và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ, xây dựng thì rừng rất quý. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các nhà doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để ngành lâm nghiệp Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị, vào tối ngày 30 tháng 11, tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An và đón nhận bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt Đình Hoành Sơn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến dự buổi lễ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã cùng ôn lại truyền thống tự hào của vùng đất non xanh nước biếc với danh xưng Nghệ An trong 990 năm qua. Qua bao đời nay, trên mảnh đất thường xuyên phải chịu nhiều hậu quả của thiên tai khắc nghiệt, cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, vất vả. Người Nghệ An vẫn luôn sáng ngời đức tính cần cù, chịu khó, sáng tạo, hiếu học, yêu nước, nhân văn, anh dũng và cách mạng. Đặc biệt, mảnh đất địa linh nhân kiệt này đã sinh ra lớp lớp hào kiệt, trong đó có vị lãnh tụ vĩ đại, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội cũng đã nhắc lại về tình cảm thiêng liêng sâu đậm của Bác Hồ đối với quê hương Nghệ An. Lúc sinh thời, Bác luôn mong mỏi Nghệ An trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc. Để thực hiện lời căn dặn của Bác, cùng với sự quan tâm động viên của Trung ương và nhân dân cả nước, sau gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, từ một tỉnh nghèo, Nghệ An đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, vươn lên đứng vào nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng khá và nhanh trong cả nước, thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư. Tuy nhiên, để tương xứng với tiềm năng lợi thế trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An cần phải nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách. Tập thể, ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp phải đoàn kết nhất trí để lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp, đại đoàn kết toàn dân, phát huy hơn nữa tinh thần tích cực, chủ động, năng động, sáng tạo, khắc phục hạn chế yếu kém, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực tài chỗ và tranh thủ ngoại lực để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ. Trong đó, cần chú trọng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở, lấy các chi bộ, cơ sở đảng làm hạt nhân lãnh đạo.
Chương trình 990 năm danh xưng Nghệ An là dịp để chúng ta tìm về nguồn cội, tiếp tục khẳng định và phát huy những thành quả dựng nước, giữ nước của vùng đất và con người Nghệ An trong tiến trình lịch sử dân tộc. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng với truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc Việt Nam nói chung và quê hương xứ Nghệ nói riêng sẽ là nguồn sức mạnh và động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An biến khát vọng sông Lam thành kỳ tích sông Lam. Sáng nay ngày 1 tháng 12 tại Hà Nội, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2016-2020. Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và 294 đại diện tiêu biểu, đại diện cho các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập được bầu chọn từ cơ sở trên toàn quốc. Khai mạc hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Thị Doan đã đọc thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thư của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, gửi lời động viên khen ngợi phong trào học tập suốt đời trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng, cũng như các tấm gương điển hình tiêu biểu nhân đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2016-2020. Kế thừa các gia đình hiếu học trước đây, hàng vạn gia đình dù là nông dân, công nhân, cán bộ, viên chức, đang làm việc hay nghỉ công tác, mọi người đều ý thức sâu sắc về sự học. Nhờ chịu khó học tập, nghiên cứu, chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh, nên nhiều gia đình đã thoát nghèo, có nghề và việc làm ổn định. Nhiều gia đình có thu nhập cao hơn, cuộc sống cũng tốt hơn. Sẽ xử lý người kê khai tài sản không trung thực và sẽ tăng mạnh mức xử phạt báo chí đưa tin sai, khai sai số tiền mang theo khi xuất cảnh bị phạt đến 50 triệu đồng. Đây là một trong số những chính sách sẽ có hiệu lực trong tháng 12 này. Đối với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên báo chí, nếu gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng thì phạt từ 70 đến 100 triệu đồng. Trước đây chỉ phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập nhưng kê khai không trung thực và giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 51 của Luật Phòng chống tham nhũng. Thưa quý vị, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì tính đến cuối tháng 11, tổng vốn đầu tư FDI vào Việt Nam đạt 26,4 tỷ đô la Mỹ, có nghĩa là bằng 83,1% so với cùng kỳ năm 2019. Vốn đăng ký mới đạt 13,6 tỷ đô la Mỹ, vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 6,3 tỷ đô la và tổng giá trị góp vốn của các nhà đầu tư nước ngoài đạt 6,5 tỷ đô la, giảm 41,8% so với cùng kỳ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết vốn thực hiện của dự án FDI ước đạt 17,2 tỷ đô la Mỹ, bằng 97,6% so với cùng kỳ năm 2019. Công nghiệp chế biến chế tạo, sản xuất, phân phối điện, kinh doanh bất động sản là các lĩnh vực hút vốn ngoại chủ yếu. Singapore là quốc gia dẫn đầu, chiếm 30,6% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Thưa quý vị, bất chấp COVID-19, sản xuất công nghiệp tháng 11 tiếp tục khởi sắc, đặc biệt là ngành chế biến chế tạo với mức tăng cao là 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 11 tháng năm 2020, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến chế tạo tăng 4,7%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 3,2%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4%, riêng ngành khai khoáng giảm 7,1%. Về tình hình lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp, tại thời điểm ngày 1 tháng 11 năm 2020, tăng 1,1% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 2,4% so với cùng thời điểm năm trước. Bộ Giao thông Vận tải cam kết các trạm thu phí trên toàn quốc đều có làn thu phí không dừng vào cuối năm nay, bảo đảm hoàn thành cả hai giai đoạn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Dự kiến là dự án khi hoàn thành thì sẽ kết nối liên thông trên toàn quốc và người dân thì có thể thanh toán qua trạm thu phí không dừng bằng các loại ví điện tử của nhiều ngân hàng. Hiện dự án thu phí không dừng đang triển khai giai đoạn 2 với 33 trạm thu phí. Chỉ còn một tháng nữa là phải hoàn thành dự án. Tổng cục Đường bộ yêu cầu các đơn vị triển khai phải bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đến giữa tháng 12 sẽ hoàn tất toàn bộ. Tiến độ lắp đặt thì trả lông môn tại hiện trường hiện nay cũng đang triển khai đảm bảo đồng bộ. Thì các cái thiết bị như camera, máy đọc, rồi các cái barrier. Và ở đây như trạm thu phí này là cái trả lông môn. Thì những hàng mục lớn nhà đầu tư đã triển khai. Và theo tôi đánh giá thì là không có vướng mắc gì để mà dẫn đến cái dự án này chậm tiến độ. Vấn đề được nhiều chủ phương tiện băn khoăn là việc kết nối liên thông giữa hai loại thẻ của hai đơn vị lắp đặt khác nhau như thế nào.
liệu có gây phiền hà cho lái xe khi đã dán thẻ trước đó? Xe ô tô dán thẻ có thể hoàn toàn đi qua hai hệ thống mà không gặp trục trặc hay không gặp vướng mắc gì. Người dân sử dụng một trong hai loại thẻ đều được, đều đi qua được các trạm thu phí của cả hai dự án mà không vướng mắc gì. Người dân chỉ cần dán một loại thẻ của một trong hai dự án là được. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ kết nối đồng bộ, bảo đảm cho các chủ phương tiện dán thẻ và đi được tất cả các trạm trên toàn quốc. Ngày 20 tháng 11 vừa qua, đã tiến hành kết nối thử nghiệm giữa hai nhà đầu tư lắp đặt thu phí không dừng. Thanh toán cũng được liên thông, trả tiền qua các tài khoản ngân hàng. Tiền nó sẽ kết nối giữa cái tiền chạy theo không dừng, thẻ không dừng với các ngân hàng sẽ được hoàn thiện. Và như thế là rất thuận tiện. Tức là tiền của người dân, tức là khi đi qua dùng cho không dừng. Nhưng mà khi chúng ta không dùng cái tiền đó vào đó thì có thể vẫn rút ra để đi mua bán hàng hóa giao dịch bình thường. Với tiến độ hiện nay, hy vọng dự án thu phí không dừng sẽ kết thúc vào cuối năm nay theo đúng tinh thần chỉ đạo của chính phủ. Điều này sẽ góp phần bảo đảm tính minh bạch, công khai trong việc thu phí, tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông. Trong phần tin tiếp theo, sạt lở núi, giao thông giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa tắc nghẽn. Chuyến bay trả phí cách ly trọn gói được triển khai. Thưa quý vị, vào tối ngày 30 tháng 11, một vụ sạt lở núi nghiêm trọng vừa xảy ra ở tỉnh Đắk Lắk làm đất đá đổ xuống và vùi lấp một đoạn quốc lộ 26, đoạn qua huyện Mờ Trắc, khiến tuyến giao thông huyết mạch giữa Đắk Lắk và Khánh Hòa bị tắc nghẽn. Theo ước tính, khoảng 1.000 mét khối đất đá từ quả núi đổ xuống, vùi lấp một đoạn quốc lộ 26. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng cảnh sát giao thông của Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức chốt chặn, cấm xe cộ qua lại và điều tiết hướng dẫn người dân tham gia giao thông, quay đầu về tuyến hướng khác. Đến 21 giờ cùng ngày, tại hiện trường trời vẫn mưa rất lớn nên quá trình khắc phục thông tuyến gặp rất nhiều khó khăn. Cũng ngay trong đêm 30 tháng 11, Ủy ban Nhân dân huyện Mờ Trắc đã triệu tập một cuộc họp khẩn để lên phương án san ủi thông tuyến. Quốc lộ 26 là tuyến giao thông độc đạo nối liền hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa, nên hàng ngày lượng xe khách và xe tải chở hàng hóa, nông sản đi lại hai tỉnh là rất lớn. Hiện nay, các ngành chức năng của tỉnh Đắk Lắk đang huy động tối đa các phương tiện cơ giới để xúc đất đá, san gạt khối lượng đất đá sạt trượt ngay trong đêm, phấn đấu thông đường trở lại trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị, sau hơn một ngày tích cực triển khai tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai ba lô, trong đó một ba lô có giấy tờ tùy thân của du khách tại một bãi sậy cách nơi nạn nhân gặp nạn là khoảng 1,5 cây số. Đây là hai nữ du khách không may gặp nạn khi mà qua cầu treo trên suối Klong Khanh, xã Đạ Trai, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, bị lũ cuốn mất tích vào chiều ngày 29 tháng 11. Lực lượng chức năng đã huy động gần 200 người cùng nhiều trang thiết bị chuyên dụng và được chia thành nhiều tốp tìm kiếm hai nữ du khách mất tích. Phạm vi tìm kiếm hai nạn nhân đã được mở rộng thành 5 km. Theo lãnh đạo huyện Lạc Dương thì mưa lớn đã làm cản trở công việc tìm kiếm nạn nhân và không thể sử dụng flycam bay tìm dọc theo suối như là phương án ban đầu. Bên cạnh đó, mưa lớn và nước chảy xiết khiến cho thợ lặn chuyên nghiệp cũng không thể lặn tìm kiếm nạn nhân. Và liên quan đến vụ việc du khách bị lũ cuốn thì ngày 30 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị quân đội, công an tỉnh, huyện Lạc Dương huy động các lực lượng phối hợp tổ chức tìm kiếm cứu nạn, đồng thời cũng cần phải làm rõ trách nhiệm của đơn vị tổ chức tour và các bên liên quan. Thưa quý vị, vào sáng ngày 1 tháng 12, ông Nguyễn Văn Nhuận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa cho biết là đã liên lạc được với nhóm du khách đang bị mắc kẹt trên núi Tà Giang, xã Thành Sơn. 36 khách du lịch đến từ thành phố Hồ Chí Minh và 9 người dân địa phương dẫn đoàn đều an toàn. Đoàn du khách cùng người dân cắm trại tránh trú ở khu vực an toàn, chờ nước rút sẽ quay về. Khu vực cắm trại cách trung tâm xã Thành Sơn 5 km, phải đi đường rừng. Lực lượng cứu hộ đang trên đường vào nơi cắm trại của đoàn du khách. Dự kiến trưa nay sẽ đưa đoàn du khách cùng người dân địa phương ra khỏi núi. Như đã thông tin, đoàn du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh với 36 người, thuê 9 người dân địa phương bắt đầu thực hiện tour leo núi, khám phá đỉnh Tà Giang từ ngày 28 tháng 11. Theo kế hoạch, đến ngày 30 tháng 11 là kết thúc hành trình du lịch. Tuy nhiên, do trời mưa lớn, nước suối dâng cao nên đã bị kẹt lại. Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã cử lực lượng tiếp cận hỗ trợ đoàn khách. Huyện cũng đã có báo cáo với tỉnh để xin hỗ trợ người và phương tiện phục vụ công tác cứu hộ đoàn khách trên. Thưa quý vị, sau hơn một tháng xảy ra trận sạt lở kinh hoàng vào ngày 28 tháng 10 tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, vẫn khiến cho nhiều người dân cảm thấy bàng hoàng khi mà trong chốc lát thì đã có hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp, cuốn trôi và nhiều người bị thương nặng. Đến nay thì vẫn còn 13 người mất tích.
nén lại đau thương, đồng chí Thượng úy Lê Minh Phước, trưởng công an xã Trà Leng đã ở lại bám bản để cùng nhân dân vừa tìm kiếm người mất tích, vừa giúp dân dựng lại nhà cửa để ổn định cuộc sống. Đã hơn một tháng kể từ khi vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra ở nóc ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, Thượng úy Lê Minh Phước, trưởng công an xã Trà Leng chưa có một giây phút nào ngơi nghỉ. Ba người thân trong gia đình, ngôi nhà của anh, của gia đình vợ và cả phòng làm việc của đơn vị đã bị cuốn theo cơn lũ dữ. Khi mà về đây tìm thấy mẹ vợ với cậu mợ của vợ thì tôi có xin chỗ ban chỉ đạo cho tôi đi chôn cát, sau đó tôi tiếp tục chỉ đạo lực lượng anh em, huy động lực lượng anh em tiếp tục tìm kiếm. Khi việc tìm kiếm những người mất tích vẫn chưa kết thúc, anh cùng đồng đội bắt tay vào dựng lại nhà tạm để có nơi che nắng, che mưa cho người dân. Tôi cũng làm việc cho xã, tôi cũng nhìn thấy. Từ hồi đó tới trời tận Phước thì chưa về được nhà, cũng phải Phước, cũng phải nhà đây, nhà vợ Phước, về Phước ở trên Trà Giòn. Nên từ đó trời Phước chưa được một lần về nhà, thậm chí hình như là tới hiện tại bây giờ thì vẫn như đội tìm kiếm họ vẫn còn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Dù là thủ trưởng đơn vị cho các đồng chí được nghỉ về nhà để phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên là với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí cũng xin là thôi để từ từ tiến nghỉ sau. Đó là cũng thể hiện cái tinh thần mà vì nhân dân phục vụ. Sau dông bão, Trà Leng rồi sẽ trở lại những ngày bình yên và làng ông Đề sẽ được xây dựng lại. Hy vọng với sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và sự góp sức của cộng đồng, Thượng úy Lê Minh Phước và đồng bào nơi đây sẽ cùng nhau vượt qua nỗi đau thương mất mát này. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa chính thức chỉ đạo Thanh tra tỉnh vào cuộc thanh tra quá trình triển khai dự án công trình thủy lợi Pleikel, huyện Chư Sê, có vốn đầu tư là gần 120 tỷ đồng. Chưa nghiệm thu thì đã hư hỏng và xuống cấp một cách trầm trọng. Dự án công trình thủy lợi Pleikel được khởi công xây dựng năm 2018 với tổng vốn đầu tư 119 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương 100 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng địa phương. Công trình thủy lợi Pleikel hoàn thành năm 2019, dù chưa được nghiệm thu bàn giao cho địa phương, nhưng hiện nay nhiều hạng mục công trình đã có dấu hiệu xuống cấp. Tại một số đoạn giao nhau giữa hệ thống kênh dẫn chính với hệ thống ống dẫn có nhiều vết nứt, nhiều vị trí kênh bị siêu vẹo, một số đanh che cống bị vỡ, bong chóc. Dọc theo tuyến kênh chính, nhiều điểm bị gãy nứt, đất đá vùi lấp dẫn đến nguy cơ ngăn dòng chảy của kênh. Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao về việc tổ chức các chuyến bay trọn gói đưa công dân Việt Nam từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan về nước theo hình thức tự chi trả toàn bộ giai đoạn từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 15 tháng 1 năm 2021. Sẽ có 7 sân bay sẵn sàng đón khách và 33 chuyến bay mỗi tuần. Chuyến bay do các hãng hàng không Việt Nam khai thác chỉ vận chuyển công dân Việt Nam từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan về nước. Danh sách công dân do các hãng hàng không phối hợp trực tiếp với cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại từng địa bàn tổng hợp và chuyển đơn vị tổ chức chuyến bay thu tiền xuất vé. Tổng số chuyến bay hàng tuần từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan về 7 điểm tại Việt Nam là 33 chuyến bay trên một tuần. Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ tổng hợp kế hoạch khai thác của các hãng hàng không điều phối giãn cách các chuyến bay và thông báo Cục Lãnh sự để chuyển cơ quan đại diện ngoại giao lịch trình các chuyến bay sẽ thực hiện từ mỗi quốc gia vùng lãnh thổ cho toàn bộ giai đoạn với mức giá trọn gói để cơ quan đại diện ngoại giao công khai thông tin chuyến bay trên trang thông tin điện tử của cơ quan đại diện. Liên quan đến hai ca nhiễm COVID-19 mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố cho biết là các cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cách ly 235 người, trong đó có 157 người cách ly tập trung và 72 người cách ly tại nhà, đồng thời phong tỏa các địa điểm mà hai bệnh nhân này đã từng lui tới. Thông qua truy vết lịch trình di chuyển của hai bệnh nhân 1342 và bệnh nhân 1347, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh xác định bệnh nhân 1342 có tiếp xúc gần với 5 người và tiếp xúc xa với 32 người khác. Hiện đã có 17 người được đưa đi cách ly tập trung, 20 người cách ly tại nhà. Bệnh nhân 1347 đã tiếp xúc với gần 146 người. Tất cả những trường hợp này đều được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm đang chờ kết quả. Ngoài ra, 52 người tiếp xúc xa với bệnh nhân 1347 được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã ra thông báo khẩn để tìm kiếm những người tiếp xúc với các bệnh nhân, thông báo với ngành y tế để được tư vấn về y tế, xét nghiệm kiểm tra và cách ly theo quy định. Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại nơi ở của hai bệnh nhân và các hộ dân xung quanh, xử lý vệ sinh khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tại nhà những người sống lân cận. Tại tỉnh Thanh Hóa, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vừa phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam tổ chức diễn đàn nâng cao kỹ năng lao động trong khu vực hợp tác xã. Tham gia diễn đàn có Liên minh Hợp tác xã của 31 tỉnh thành phố và các hợp tác xã tiêu biểu trong cả nước. Diễn đàn nâng cao kỹ năng lao động trong khu vực hợp tác xã tập trung thảo luận để làm rõ các nội dung về kỹ năng lao động Việt Nam và xu hướng cung cầu lao động trong tương lai. Thực trạng việc làm đáp ứng yêu cầu hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0. Hiện nay cả nước có trên 119.000 tổ hợp tác, 26.400 hợp tác xã và 100 liên hiệp hợp tác xã, thu hút hơn 8,1 triệu thành viên, chủ yếu là đại diện hộ cá thể ở địa bàn nông thôn, chiếm 33% tổng số hộ cá thể ở địa bàn nông thôn, tác động trực tiếp đến đời sống, thu nhập và sức mua của gần 30 triệu người. Thưa quý vị, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP được xác định là một giải pháp để phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới, tạo công ăn việc làm ổn định hơn cho người dân địa phương. Từ khi tham gia vào hợp tác xã và được chứng nhận sản phẩm OCOP, người trồng bưởi Phúc Trạch đã được hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăm bón cây theo quy trình Việt Gáp, hỗ trợ về bao bì nhãn mác, đặc biệt là tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ. Trước đây chúng tôi chủ yếu là khi mới chưa vào thi vô cốp và hợp tác xã thì chủ yếu là các thương lái tại vườn mua và chúng tôi ra giá và họ thực ra nếu họ trả lên một lần hai chúng tôi phải bán thôi. Nhưng bây giờ chúng tôi tự tin là chúng tôi có một lượng khách hàng cố định, chúng tôi gửi hàng đến đảm bảo chất lượng đúng theo yêu cầu khách hàng, khi nào cũng đạt chuẩn thì họ gửi về cho nên chúng tôi rất là tin tưởng. Chương trình OCOP đã thúc đẩy sản xuất trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nội sinh từ những sản phẩm đặc sản truyền thống địa phương. Bên cạnh đó, chương trình đã làm chuyển biến căn bản về nhận thức của người dân trong việc ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Mục tiêu cuối cùng của xây dựng nông thôn mới, chúng ta phải khẳng định là gì? Là sản xuất phải phát triển, đời sống của người dân phải được sung túc, đúng không ạ? Thế thì làm OCOP là làm để cho sản xuất phát triển, để đưa lại đời sống cho người dân, thì đó chính là thực hiện thành công nông thôn mới. Và tôi nghĩ xây dựng nông thôn mới giai đoạn tới phải chú trọng sản xuất. Bây giờ chúng ta có được nền tảng cơ sở hạ tầng khá rồi, chúng ta có một nền tảng tinh thần khá rồi. Bây giờ chúng ta tập trung cao cho sản xuất thì chúng ta bà con sẽ có thu nhập, nông thôn sẽ có sức sống thì quay trở lại sẽ có nguồn lực để làm hạ tầng, làm cảnh quan, làm văn hóa, vân vân thì nó sẽ sinh ra một cái sức sống trong nông thôn như vậy. Có thể nói chương trình Mỗi xã một sản phẩm đã góp phần tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm mới, hạn chế dân số nông thôn di cư ra thành phố, ổn định và nâng cao đời sống người dân tại khu vực nông thôn, gia tăng giá trị thu nhập cho người dân. Trong phần tin thế giới, tư lệnh cấp cao Iran Maslim Sadan bị ám sát. Moderna xin cấp phép vaccine COVID-19 tại Mỹ và châu Âu. Sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về việc tư lệnh cấp cao Iran Maslim Sadan bị ám sát. Tư lệnh Iran Maslim Sadan và ba vệ sĩ đã chết khi ô tô chở họ bị tập kích gần cửa khẩu Al-Qaim ở biên giới Syria, Iraq. Thi thể của bốn người đã được đưa tới thủ đô Baghdad. Phía Iran chưa có ý kiến gì về sự việc này. Trong ngày 30 tháng 11, Iran tổ chức trọng thể tang lễ cho ông Mohsen Fazirzadeh theo nghi thức dành cho các liệt sĩ tử vì đạo, đồng thời khẳng định tiếp tục phát huy sự nghiệp của nhà khoa học này. Hiện chưa có thông tin chính xác về nhóm tay súng gây ra vụ tấn công, song Iran nhiều lần cáo buộc tình báo phương Tây và Israel đứng sau hàng loạt vụ ám sát các nhà khoa học hạt nhân của nước này. Thưa quý vị, hãng dược phẩm Moderna của Mỹ thông báo nộp đơn xin cấp phép đưa vaccine ngừa COVID-19 của công ty vào sử dụng tại Mỹ và châu Âu sau khi các kết quả thử nghiệm đầy đủ cho thấy là vaccine có hiệu quả phòng bệnh lên tới 94,1%. Kết quả đầy đủ thử nghiệm giai đoạn cuối vaccine ngừa COVID-19 của hãng Moderna cho hiệu quả 94,1%, không gây nguy cơ nghiêm trọng và tỷ lệ hiệu quả khá đồng đều giữa các nhóm tuổi, chủng tộc, sắc tộc và giới tính. Vaccine của Moderna còn được cho là có tỷ lệ 100% ngăn chặn thành công các ca bệnh nặng. Moderna cho biết đang trong lộ trình sản xuất khoảng 20 triệu liều vaccine sẵn bàn giao cho Mỹ vào cuối năm 2020 và đủ để chủng ngừa cho 10 triệu người dân nước này.
bên cạnh việc xin cấp phép tại Mỹ, Moderna cũng sẽ xin cấp phép có điều kiện đi kèm tại châu Âu. Trong khi đó, Nga cũng bắt đầu đưa loại vaccine ngừa COVID-19 thứ hai tại quốc gia này vào thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn. Với những người trên 18 tuổi từ ngày 30 tháng 11, vaccine Epivax Corona do Viện Vector ở Siberia phát triển trong tháng này mới được cấp phép đưa vào thử nghiệm với 150 tình nguyện viên trên 60 tuổi và 3.000 tình nguyện viên trên 18 tuổi. Các thử nghiệm sẽ được tiến hành tại Moscow và một số thành phố khác, trong đó có Kazan và Kaliningrad. Ủy ban bầu cử bang Wisconsin đã xác nhận ông Joe Biden đã giành chiến thắng tại bang này với 10 lá phiếu đại cử tri trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Thành phần lãnh đạo cấp cao của ủy ban phụ trách lên kế hoạch cho lễ nhậm chức tổng thống thì cũng đã được liên danh tranh cử ông Biden và bà Harris công bố. Wisconsin trở thành bang dao động mới nhất khẳng định chiến thắng của ông Biden. Theo truyền thông Mỹ, tới nay, ông Joe Biden đã nắm trong tay 306 phiếu đại cử tri, vượt qua con số 270 phiếu cần thiết để đắc cử Tổng thống Mỹ, trong khi Tổng thống Donald Trump giành được 232 phiếu. Tính về số phiếu phổ thông, ông Biden cũng vượt Tổng thống Trump hơn 6 triệu phiếu. Cho tới nay, ba bang Michigan, Pennsylvania và Georgia đều đã xác nhận ông Biden là người chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020. Đội ngũ chuyển giao quyền lực cho ông Biden thông báo, cựu chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Fed Janet Yellen được ông Biden đề cử làm Bộ trưởng Tài chính cho chính quyền mới. Nếu điều này được xác nhận, bà Yellen sẽ là phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Bộ Tài chính trong lịch sử 231 năm thành lập của cơ quan này. Ông Willie Adeyemo được lựa chọn làm Thứ trưởng Bộ Tài chính, bà Neera Tanden làm Giám đốc Văn phòng Quản lý Ngân sách và Cecilia Ross là người đứng đầu Hội đồng Cố vấn Kinh tế. Cuộc đàm phán giữa Anh và Liên minh châu Âu-EU về quan hệ thương mại sau khi Anh rời EU đang được hai bên nỗ lực đẩy nhanh. Quyền đánh bắt cá thì vẫn là vấn đề mấu chốt của vòng đàm phán nước rút này. Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Leyen đã cử một trong những quan chức cấp cao nhất của EC hỗ trợ trưởng đoàn đàm phán EU trong các cuộc đàm phán giữa EU và Anh. Động thái này làm dấy lên hy vọng hai bên sẽ sớm đạt được thỏa thuận hậu Brexit. Theo báo Daily Telegraph của Anh, EU có vẻ như đang chuẩn bị chính thức công nhận chủ quyền của Anh đối với các vùng biển của vương quốc này và có ý định nhượng bộ về vấn đề đánh cá. Giai đoạn chuyển tiếp này sẽ giúp vương quốc Anh có thời gian mở rộng đội tàu để đánh bắt theo hạn ngạch mới và có thêm thời gian để ngư dân EU thích nghi với tỷ lệ đánh bắt cá trong vùng biển của vương quốc Anh. Phía Anh đề nghị cắt giảm 80% khu vực đánh bắt cá của EU trong vùng biển của Anh, trong khi EU chỉ chấp nhận cắt giảm 15-18%. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.